Xin chào các bạn cung sư tử. Trong tụ bài ngày hôm nay thì mình sẽ xem cho các bạn cái khoảng thời gian nửa cuối năm 2022 và cái tuần mới của tháng 7, tức là cái tuần cuối cùng. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra với các bạn trong tháng 8. Các bạn sẽ có một ai đó hâm mộ, một người hâm mộ bí mật, họ sẽ không thể hiện ra. Có một số những vấn đề liên quan đến tiền bạc mà bạn phải cẩn thận ở đây. Và đừng có hạ thấp giá trị của bạn. Tháng 9, bạn sẽ có một tình yêu, một mối quan hệ khá là sâu sắc với một ai đó. Trong công việc thì sẽ có một ai đó khiến cho bạn sẽ phải như kiểu như là phải chống lại cái ý chí của bạn, có nghĩa là họ họ sẽ làm cho bạn bị nhụt chí, các bạn phải cẩn thận với cái điều này. Các bạn, mình thấy là cái khoảng thời gian này thì các bạn cung sư tử sẽ có một ai đó họ 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 khá là hâm mộ bạn, và các bạn sẽ có một cái kết nối với nhau, nghĩa là có thể là cái khoảng thời gian này có thể bạn bạn sẽ tìm được cái tình yêu của mình. Có một số những cái điều nào đó nó xảy ra và bạn cảm thấy rằng bạn chưa được thỏa mãn trong cái tháng này. Có một số những cái dự định nhưng mà bạn chưa thể nào mà bạn biến nó thành hiện thực được. Tháng 10. Ở đây bài khuyên các bạn là đừng có làm cái điều gì liều lĩnh và hãy bắt lấy những cái cơ hội nào đó nó thực sự đáng tin. Các bạn sẽ có thể là các bạn sẽ chuyển sẽ có một ngôi nhà mới, sẽ có một cuộc sống mới. Và đây là cái khoảng thời gian mà các bạn phải tập trung vào sức khỏe. Ở đây mình thấy tháng 10 thì các bạn sư tử có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, ốm yếu, vì thế nên các bạn phải cẩn thận. Đừng có quá làm việc lao lực và luôn luôn phải chú ý đến cái việc bảo vệ sức khỏe. Tháng 11 November. Tháng này thì các bạn sẽ có một ai đó họ sẽ trợ giúp cho các bạn, họ sẽ giúp cho bạn có thể vượt qua được khó khăn khỏi cái sự hãm hại. Tháng này các bạn cảm thấy hơi bị thất vọng vì các bạn không đạt được cái điều mà các bạn mong muốn. Và ở đây thì cái tháng này nó cũng không có nhiều biến động quá, chỉ có là cái đời sống tình cảm của các bạn nó cũng khá là tốt và các bạn sẽ có được một số những cái thu hoạch về tài chính, về tiền bạc. Mình thấy ở đây các bạn khá là thỏa mãn với cái những cái thành quả, thành công về tài chính của các bạn. Tất nhiên là về công việc thì các bạn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà về tài chính thì ít nhất nó cũng làm cho các bạn cảm thấy có được một cái sự gọi như là một sự khuyến khích, một sự động lực để tiến lên phía trước. Tháng 12. Tháng 12 thì các bạn sẽ có một tình yêu đẹp. Và bạn sẽ phải chấp nhận một cái điều nào đó, một cái sự chỉ trích nào đó nó có hiệu lực, tức là nó giống như kiểu như là nó đến, nó xảy đến và bạn phải chấp nhận. Và bạn phải học một cái bài học. Bạn sẽ phải chấp nhận một cái sự chỉ trích, một cái sự chỉ trích này nó rất là chính đáng ấy. Nó chính đáng thì đúng hơn. Bạn sẽ cảm thấy cái tháng này thì bạn sẽ hơi thiếu thốn một cái gì đó, có thể là trong sâu thẳm của bạn bạn đang mong muốn có tiền này, có tình yêu hay là một cái đích nào đó nhưng mà bạn chưa thực hiện được. Và có một cái sự gọi là temptation, tức là một cái sự cám dỗ nó sẽ thử thách bạn. Vì thế nên các bạn sẽ phải thật là cẩn thận. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem vào cái khoảng thời gian của tuần mới, tức là cái tuần cuối cùng của tháng 7 thì cái điều gì sẽ xảy ra với các bạn sư tử.
đây là cái khoảng thời gian mà các bạn sẽ tìm được một cái sự nghỉ ngơi, thư giãn ở trong tâm trí. Mình cảm thấy là các bạn đang cảm thấy khá là mệt mỏi, đang cảm thấy tập trung, các bạn muốn tập trung vào gia đình của các bạn. Các bạn đang muốn, không muốn bước ra khỏi cái thế giới. Các bạn không muốn bước ra khỏi những cái sự yên bình mà các bạn đã cố gắng trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Có thể các bạn đã phải trải qua rất là nhiều những chuyện tổn thương. Có thể cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn đã phải cân bằng lại cảm xúc của các bạn. Bởi vì các bạn cung sư tử vốn là những người rất là mạnh mẽ, nên các bạn cũng dễ dàng để có thể vượt qua được khó khăn. Nhưng mà nghịch lý ở chỗ là các bạn càng che giấu, các bạn càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu ấy, thì cái nỗi đau nó sẽ càng âm ỉ bấy nhiêu và nó sẽ càng dằn vặt bạn nhiều bấy nhiêu. Sẽ không có một ai trên đời có thể hoàn toàn là mạnh mẽ cả. Mà chỉ có khi mà các bạn thay đổi cái nhận thức của các bạn về cái câu chuyện của các bạn, về mọi thứ, thì các bạn mới có thể tìm được cái hạnh phúc. Các bạn cảm thấy rằng là các bạn không muốn bước vào một cái mối quan hệ mới, bởi vì các bạn đã chịu rất nhiều cái sự tổn thương trong suốt một cái khoảng thời gian vừa qua. Các bạn không dám bước ra ngoài, và các bạn đang nhìn mọi thứ với một cái ánh mắt rất là thận trọng. Các bạn cảm thấy rằng là càng ngày thì cái niềm tin của các bạn với cuộc sống nó càng bị thu hẹp lại. Và các bạn cảm thấy rằng là cái sự cố gắng của mình nó quá nhiều nhưng nó lại không được đền đáp xứng đáng. Bây giờ thì mình sẽ xem cho các bạn là cái lá on top. Cái điều gì nó đang cản trở bạn tiến lên phía trước. Cái điều gì nó đang bó buộc bạn và bạn không thể nào mà bạn tiến lên được. Cái điều đó ở đây đó chính là cái chuyện tình yêu. Ở đây thì cái người mà họ phản bội bạn trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua ấy, họ có những cái toan tính. Và cái sự đau khổ của bạn nó cũng là một phần do bạn, bởi vì bạn quá là hy sinh cho cái người này. Và bạn cảm thấy rằng là bạn có thể tha thứ, nhưng mà thực ra thì cái vấn đề ở đây nó không chỉ đơn giản là bạn tha thứ xong và người đó sẽ thay đổi. Cái người đấy họ chưa chắc họ sẽ thay đổi, họ sẽ có thể họ sẽ chứng nào tật nấy. Và khi mà cái niềm tin của hai người nó bị gián đoạn ấy, thì cái câu chuyện tiếp theo của các bạn nó sẽ rất là khó. Theo mình thì các bạn có thể, ở đây các bạn có hai lá The Magician, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ cái tình thế của các bạn. Các bạn đang ở trong một cái giai đoạn thức tỉnh, các bạn đang có thể thay đổi được rất nhiều thứ về bản thân các bạn, về cuộc sống của các bạn. Nó đang ở một cái giai đoạn mà các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được, nhưng mà các bạn đang chưa bước ra được. Các bạn chưa dám bước ra bởi vì các bạn sợ rằng là các bạn không đủ sức để bước qua. Cái khoảng thời gian này thì mình biết là các bạn cung sư tử, có thể các bạn sẽ tìm đến một cái sự tập trung vào công việc để các bạn có thể quên đi những cái nỗi đau, những cái khoảng thời gian mà các bạn đã bị dày vào trong suốt một cái chặng đường vừa rồi. Cái chặng đường mà bạn cảm thấy rằng là bạn đi nhưng mà bạn lại không có một cái đích, và bạn đi nhưng mà bạn lại không tìm được một cái hy vọng nào đó ở phía trước. Nó không có được một cái thành quả như bạn mong đợi. Ok, thì ở đây ấy, thì cái khoảng thời gian tới nhá, mình thấy rằng là bạn đang đặt ra được một cái chiến thuật thì đúng hơn, tức là bạn đang đặt ra một cái dự định về công việc, về cuộc sống. Bạn đang muốn làm ổn định lại mọi thứ để bạn có thể tập trung vào nó nhiều hơn, tập trung vào bản thân bạn nhiều hơn. Ở đây các bạn có Woman Holding a Coin, bạn đang tập trung vào bản thân bạn nhiều hơn, bạn đang có những cái chiến thuật rõ ràng, cụ thể để hành động. Và cái công việc mà bạn đang thực hiện ý, nó sẽ làm cái động lực để cho bạn tiến lên phía trước, và bạn có thể quên đi được những cái khoảng thời gian mà bạn cảm thấy rằng là bạn bị mất kết nối, bạn cảm thấy rằng là bạn không thể nào mà bạn có được một cái sự bình yên, có một sự bình yên thực sự với trong cái mối quan hệ với cái người đó, với cái người mà giữa bạn với họ đã từng có cái sự đổ vỡ. Bản thân cái mối quan hệ của các bạn nó đã có vấn đề sẵn rồi, nhưng mà trong cái thời điểm của hiện tại bây giờ ấy, thì cái câu trả lời nó đang xảy ra rất là rõ. Bản thân bạn sẽ có một cái chương mới, bạn sẽ có một cái sự đầy đủ. Nhưng mà
cái mối quan hệ này nó giống như là một cái bài học thì đúng hơn, nó đến để nó đem cho bạn những cái nỗi đau và nó làm cho bạn thức tỉnh. Cái sự thức tỉnh ở đây ý, đó là bạn phải yêu cái giá trị của bản thân bạn, và bạn phải hiểu rằng là một khi mà bạn muốn tìm được một cái tình yêu đích thực ấy, thì bạn phải tạo ra được một cái giá trị đích thực cho bản thân bạn. Bởi vì khi bạn đã không định nghĩa được giá trị của bản thân bạn thì sẽ không có ai có thể tôn trọng và yêu bạn theo cách mà bạn muốn. Và ở đây thì năng lượng của các bạn, mình thấy rằng là cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn đã phải chịu đựng rất là nhiều chuyện trong cuộc sống. Có rất là nhiều thứ nó xảy ra một cách không như bạn mong muốn. Và bạn cảm thấy rằng là cái mối quan hệ của các bạn với mọi người trong cuộc sống ấy, nó đang rơi vào một cái giai đoạn của sự khủng hoảng. Bởi vì bạn đang không làm chủ được cái tình thế của các bạn, bạn đang không làm chủ được cuộc sống của các bạn. Bạn đang quá tập trung vào những cái thứ vô ích. Bạn không phải tập trung vào những mối quan hệ làm cho bạn bị mài mòn, bị bào mòn, làm cho bạn bị cạn kiệt nguồn năng lượng. Bạn nên tập trung vào bản thân bạn. Bạn nên tập trung vào cái việc phát triển bản thân hơn là tập trung vào những thứ không xứng đáng. Bởi vì cái câu chuyện trong suốt một khoảng thời gian vừa rồi nó là một minh chứng rất là rõ cho cái việc bạn phải nhận ra giá trị của bản thân mình. Đừng có theo đuổi những thứ nó không xứng đáng. Và đừng có theo đuổi những người mà họ sẵn sàng họ có thể làm tổn thương bạn, họ có thể lừa dối bạn bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào họ muốn. Bản thân bạn là một người mà bạn nghĩ rằng là bạn có thể dễ dàng để vượt qua mọi chuyện, nhưng mà chưa chắc đã như thế. Bởi vì ở đây mình thấy là, như mình đã nói rồi, các bạn cung sư tử rất là mạnh mẽ. Nhưng cái sự mạnh mẽ đó ấy, đôi khi gọi là các bạn, đôi khi các bạn sẽ cảm thấy rằng là cái, các bạn gồng gánh nó không đủ nữa, và các bạn muốn thoát ra khỏi cái câu chuyện đấy bằng một cái cách nào đấy, không phải là một cái sự mạnh mẽ nữa. Và lúc đó bạn có thể bạn muốn khóc, bạn có thể muốn thể hiện cái cảm xúc của bản thân mình ra bên ngoài. Hãy thể hiện cảm xúc đó, hãy thoải mái thể hiện. Đừng có che giấu, đừng có nghĩ rằng là cái việc mình làm như thế là yếu đuối. Không phải như thế. Nếu như mà chúng ta lúc nào cũng mong muốn chúng ta mạnh mẽ, và chúng ta nghĩ rằng là cái sự tổn thương nó sẽ không có thể đánh gục chúng ta, điều đó nó đúng. Nhưng nếu như bạn yếu đuối, bạn hãy thể hiện, bạn hãy tỏ ra để bạn có thể buông bỏ, để bạn có thể hoàn toàn được hồi phục sau mỗi cái lần chấn thương, sau mỗi những cái sự tổn thương ấy. Trong cuộc sống của chúng ta không ai tránh được cái sự tổn thương. Nhưng mà sau mỗi lần sự tổn thương thì bạn phải mạnh mẽ hơn, và bạn phải đứng dậy, và bạn phải được chữa lành. Thì đó là cái điều kiện tiên quyết để bạn có thể tiến lên phía trước. Và bạn buộc phải cho mình một cái bài học nào đó, bạn phải nghiêm túc nhìn lại cái bài học đó. Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta rất cô đơn trên hành trình của mình, nhưng cái sự cô đơn đấy, cái song hành với cái sự cô đơn chính là cái sự trưởng thành. Bởi vì khi mà các bạn ở trong một cái nhóm, ở trong một cái đám đông, bạn sẽ không thể nhìn ra được chính mình, bạn sẽ không được là chính mình. Cái sự tỉnh thức và trưởng thành ấy, nó rất cần đến cái sự cô đơn, nó sẽ rất cần đến cái sự tĩnh tâm. Vì thế nên ở cái khoảng thời gian này mình thấy là các bạn đang ở trong cái giai đoạn tĩnh tâm, và các bạn đang có một cái nguồn năng lượng của sự chữa lành, tái tạo lại cái nguồn năng lượng của bạn trong khoảng thời gian này. Vì thế nên đối với các bạn cung sư tử thì đây là cái khoảng thời gian để các bạn chữa lành, và các bạn hãy tập trung vào bản thân các bạn nhiều hơn. Bởi vì mình biết là cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn đang khủng hoảng, và các bạn đang có rất là nhiều những vấn đề liên quan đến cảm xúc. Đó là thông điệp của các bạn sư tử. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau.